Delighted to see you again, Miss Fry. Your Highness, the plans detailing the renovations to Buckingham Palace have gone astray. I suppose you will have to make do with the copies. There are copies? Where? Not so fast. First, I have a matter of some urgency. Carrying out my plan would require stealth and speed, qualities I know you possess. Time is of the essence, Your Highness. Then make this quick, my dear. The most influential men in Parliament remain beyond my reach. But these very men have sent for carriages to prepare for the ball tonight. Acquire an official carriage, and we shall drive the politicians to their destinations. Along the way, I will meet with them. And afterward, I shall tell you where to find the plans. You're a shrewd negotiator. One must be when one is so often underestimated. Mình phải đi mượn một cái chiếc xe hoàng gia và ở đâu ta? Thú đằng kia nhỉ? 165 mét. Có thể là cái đó là chiếc xe cuối cùng mà mình cần. Đây là nhiệm vụ thứ 3 rồi. Đây là nhiệm vụ 4 nhiệm vụ rồi thôi. Và đích thân là mình phải làm sao đi lấy được cái này ta? Đông vãi cái lên. Toàn mấy dân chơi level 8 không vậy? Cái này khó để suy nghĩ với mình. Mình không biết phải đưa điều nào. Tại đây cũng là lần đầu tiên mình chơi thử cái nhiệm vụ này thôi. Cho nên mình quay mà mình không cần, mình không có tìm hiểu trước, cho nên cũng hơi khó đó. Gì có mấy thằng màu đỏ nữa sao? À nó áo màu đỏ thôi chứ không phải nó là màu đỏ. Chúng ta chỉ mượn thôi mà, nó đâu có ra mình không được giết đâu nha. Từ chiêu nhỏ này ngồi hồi đây tàn hình luôn á. Đây như bạn thấy đây tàn hình này nè. Nhưng mà để suy nghĩ coi mình nên làm gì tiếp theo nhỉ? Quanh đây đều có lính gác hết rồi. Thế nghĩ mình không nên làm như thế, giết nó luôn thì nó sẽ hay hơn. Bị phát hiện rồi. Ôi ôi. Ôi cái thằng bên trái mình vẫn không phát hiện là mình nó đứng trên cái tượng nha. Nhưng thôi chắc kệ đi, không sao. Mình mới sực nhớ là mấy thằng này nó level cao cho nên mình chọi dao thì nó cũng có vẻ là sẽ không ăn nhầm gì đâu. Cho nên tạm thời là mình sẽ không chọi dao. Nên mình đi xuống đây thử coi. Này thì xe hoàng gia. Mình phải có chắc là mình có cái đường ra không ấy nhỉ? Ê địch, chỗ này không có đường ra, quả đái. Phải tìm cái đường ra hay cái gì đó an toàn nhất có thể. Chỗ này ra đường nè. Ồ, nó mình tàn hình mẹ rồi. Ồ, ồ. Hên quá, nó chưa thấy mình. Hên là mình có cái vụ tàn hình nữa cho nên nó chưa thấy. Nhưng mà có vẻ nó đang tìm hiểu rồi đó. Chết cha. Ôi thằng nó level 1 hả? Mày này sao nó yếu kê vậy? Mình cứ tưởng level 8 đánh ghê lắm chứ, ai ngờ. Mà thôi kệ, lấy một cái nào ra ngoài lẹ. Chúng ta không còn thời gian nữa đâu.
vải ngựa. Nói cái này mình biết lôi xe chứ lôi ngựa là cả một vấn đề đó. Chỗ này cũng không có đường ra, mình cứ tưởng có đường ra. Cái đường ra duy nhất mà mình có thể thấy chắc chắn là ra được á là cái đường chính đẹp. Nhưng cái hữu đường sau em thế nào, nó không biết nó dẫn ra đâu nhỉ. À đây. Hên quá, có một cái đường ra. Chứ tưởng cái cửa này bị đóng là hết đường ra luôn rồi mà mình tạch luôn. Chính ra Royal Carriage. Giờ chúng ta phải Rich Dulip. Dulip đấy. Hoàng gia Dulip. Tên bựa vãi cái lồn. Tên đúng nghĩa đàng hoàng gia luôn. Dulip. Mẹ xe còn y nguyên. Phải vậy chứ. Mẹ coi nè, tránh ra nha, xe đang xịn đó. Đồ tự nhiên mới không biết là mình lấy cái xe đó từ trong cái chỗ nó ra luôn. Mặc dù mình đi ngang qua mặt nó như đúng rồi á. Đấy, giao hàng về là xe mới toanh. Khỏi lo. Đồ xe mới toanh luôn. Ồ, ông nội đây ra kìa. Rich the first politician. Không biết là mình có giết ai không thôi. Nhưng mà có lẽ chắc là chúng chỉ nên nói chuyện thôi. Nhưng mà chúng ta cần mấy chiếc xe như thế này. Cái khu này khá là đẹp mắt ấy chứ. Đúng nghĩa London thiệt. Ồ, chạy ra, đó, cho mượn đường tí nha, ok. Ok. Victoria Station. Anticipating my arrival. Oh, cái gì vậy? Thêm một ông lên nữa sao? Chắc lên nói chuyện hay gì á. What the fuck, cái gì vậy? Ô, cái gì nó đua như xe ngựa vậy? What the fuck? Ôi, bậy. Vụ gì xe ở đây vậy? Oh no. Cháy nhà. What the fuck? Chúng ta đang có việc rất là căng thẳng và đang rất là gấp, cho nên việc cháy nhà phải bỏ qua một bên, ok? Đó, tới nghiệp kịp lúc luôn. Mọi người xuống đi. Má hai ông nội nữa, tránh xa tao ra. Giờ mình không rõ là phải đi đâu nè. Hình như mình mất hết phải khoảng 10% rồi đó. Giờ nó bảo là mình không được quá dưới 50% nữa là ngon. Well, that was a problem, you see. One must not allow our personal feelings to compromise one's mission. Nhưng mà phải nhanh. Chỉ giống như đi It is. From my father. Đi xe ôm nhá, what the fuck. Chở từ đây kia xong cái chở nó đúng thời gian rồi chở nó về. Nó thiết nghĩ mình phải lái đàng hoàng. Ủa cái gì vậy? Sao chỗ này nó loạn vậy? Bắt đầu nó loạn dữ lắm rồi đó. Đây từ từ, đi từ từ, nhẹ nhàng và thanh thoảng. Không việc gì phải xoắn. Đúng không nào? Không việc gì phải xoắn. Đi nhẹ nhàng thôi. Từ từ nha, Ê, khu này đẹp quá bạn. Khu đẹp, đẹp chứ. Dừng lại má con ngựa. Ngựa bị lắc. Lỗi phải cái lên. Vãi ngựa, ô nhìn con ngựa kìa, ô vãi ngựa. Má bộ nó không có cái đường nào đi chỉ hay sao. Đi đường người ta đang đi vậy trời. Má bộ hết đường sao để xe vô tới trong đây nhờ. Mình nghĩ đây công viên mà sao lại có cho xe vô nhờ. Yes,
Vô đi, vô đi, xe ôm tới nè. Em gái hành nghề xe ôm. Chánh ra bà già, ra đây, ra đây, ra đây. Gì có thời gian nữa hả? Nè, kiểu như đua xe ôm vậy đó. Đưa tới nơi đúng ngay giờ, đúng ngay thời điểm. Ồ, đẹp quá. Mặc dù không muốn tăng tốc sợ hư xe, nhưng mỗi lần mình tăng tốc mình lá ảo vãi cái đấy. Đấy, văng luôn cả bóng đèn. What the fuck? Má mấy thanh niên đua xe kìa. Vãi đá đua xe. Má coi kìa. Má đua ngựa mà nó cũng đua xe luôn chứ. Làm gì mà gấp gáp dữ vậy? Nãy nó lái gì đúng rồi luôn á. Giờ chúng ta làm gì nữa ta? Only one more remains. Chúng ta còn một hàng politician nữa. Rich need the last stone. Thì giờ mày có đi không? Để tao đi. Hôm nay không hiểu sao chứ hết gặp cháy nhà rồi tới gặp đua xe nữa chứ. Vãi đói. Đúng nghĩa luôn. Lên lên em ơi. Lên em ơi. Thế giờ mình lái xe cũng chưa tới 50% đâu nha. Lái nhiều nhanh đấy là đủ thời gian thôi. Không tông ai là được. Cái phá đồ là ngon rồi. Nhưng mà mình dưới 50 vị, còn mình chỉ cần trên 50. Mình lái như thế này là quá an toàn. Nhấn ga kịp lúc. Tránh ra, tránh ra. Ngựa chứ, ngựa hiểu nhau. Ôi vãi lời. Đấy, 1 phút 30 giây vượt lên chính mình. Ở cái chỗ nãy nè ba. Đếp. Má nhảm gì trời. Nó bảo là mình không được xuống tới 50 đó. The Gentleman Club luôn. Mẹ, câu lạc bộ quý ông. Và đấy, much luck your highness. Thằng kia nó vẫn chưa chịu xuống nữa ta. Thằng đu liệp. Với cái đu liệp. Đu liệp chưa chịu xuống nữa. Ồ, đu liệp xuống rồi kìa. Thank you, Miss Fry, for forwarding my cause. Oh, you are welcome. I hope some good comes of it, despite Mr. Gladstone's vitriol. Those of us with the largest hearts protect them the most. Your father, for instance. From what I understand, he was extraordinarily sad, broken even, after your mother's passing. That kind of pain can blind us, cause us to say outlandish things to protect the ones we love. It's time you returned this carriage and recovered those plans. They are located in Buckingham Palace. The Queen keeps them among her personal papers in the White Drawing Room. I wish you a good evening, Miss Evie Fry. And to you, Your Highness. Ok, giờ chúng ta làm cái nhiệm vụ cuối cùng đó chính là đi trả cái xe. Đạt. Cái còn gì thú vị hơn. Chạy cái xe nhưng mà nó vẫn phải dưới 50%. Kiểu như không được quá. Không sao, với tài nghệ đua xe như mình thì chuyện đó không thành vấn đề. Trừ khi có chuyện gì đó xảy ra. Ok. Đua xe lạng lách cái kiểu rồi xong tự gặp mấy thanh niên mở cái lối. Trả xe mấy đứa ơi. Ok, đéo gì vậy?
phát hiện nó sao? Một phát ngay giữa đầu luôn. Vãi đái thật. Má hao nội tụi bay mà láo dễ sợ luôn. Tao chỉ đang làm nhiệm vụ của tao thôi mà. Tụi bay chỉ để cho tao làm chứ. Mày. Sau này nó không hiện sớm hơn hồi nãy ta. Má thiệt tình là không muốn giết mày này đâu. Nhưng mà đành thôi. Get back in the car to continue. Giờ mà phải lùi cái xe lại nữa. Thiệt tình luôn, cái game này nó sao sao á. Dê xe như đúng rồi luôn. Ngầu phải là. Rồi ngon, chúng ta không bị phát hiện, vẫn ngon như thường. Escape the area. À đồ mới nó đóng cửa lẹ vậy. Má sao quá đẹp mắt. Of course he'd arrive in that. Miss Fry? Hand him your weapons. We must enter unarmed. Go on in, sir and madam. Dear madam, I am soon to become the prime minister. What in the blazes is our carriage doing here? Did I hear something? No, just the voices in your own head. And yet, they are so much more pleasant than yours. Charming. Aren't I? Và mình được chơi con chị luôn. Con chị đẹp vãi cả lên luôn. Coi nè, áo đầm luôn mới ghê chứ. Asin lần đầu tiên mặc đầm. Đồ, Eagle Vision luôn. Đẹp quá mà. Không thể cưỡng lại. Đồ. Chỗ này đẹp vãi. Đẹp vãi lên luôn. Từ từ, cái thằng này đi lẹ vậy. Nói chị mày đi còn phải lắc mông nữa chứ. Nói đi lại sao chị mày giết kịp. Oh yeah. The plans are located in the white drawing room, which is most likely locked. The captain of the guard will have a key. Đúng rồi. Mặt đầm vậy sao mà đi leo trèo được. Giờ nó bảo mình phải ăn cắp cái gì nữa ta. User key. Mình nghĩ là nếu mà mình đi bắt mấy cái thằng mà nãy nó đi ngang qua mình á, thì có lẽ nó sẽ là cái cơ hội tốt cho mình để có thể mình đi qua chỗ đó và qua mặt hai thằng này. Tại vì mình nghĩ là mình đi vòng vòng nãy giờ là thật sự là không có cái đường nào để vô nữa rồi. Và đằng kia nó chỉ là một cái chỗ đã cấm luôn. Hoàn toàn là không thể nào vô được. Cho nên mình nghĩ là phải bắt cái thằng này đây. Nếu được, nó sẽ không để ý mình đâu.
nó cao. Kidnap đi. Keep your mouth closed and this will be over before you know it. Như là chúng ta kidnap gần kia quá, sợ kia nó để ý thôi. Đó, hai này nó có vẻ nó không để ý rồi. Và mình cố gắng mà đi chậm lắm rồi đó, để cho hàng kia nó không có để ý nhiều. Nhưng mà gần này nó phải ác hơn tí. My arm. Đồ yên, yên. The lady is with me. Much obliged. Madam. Ở yên nào, ở yên, 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 yên. Ở yên. Oh, 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 chúng ta qua được hàng đó rồi, hai qua được hàng đó rồi. Nó vẫn không để ý gì mình đang làm cái gì. Ok, và chúng ta đã lên được cái khúc này rồi, qua được hàng đó rồi. Ngon quá, ngon quá. Còn mày là tới hết tác dụng rồi nhá. Ok. Này mình không steal được luôn hả? Hơi khó đó, steal the plan. Chết cha. Đáng lẽ là mình nên dắt cái thằng hồi nãy vô đó, vô đây luôn. Thay vì nó ao thì nó mình nghĩ là mình nên vô luôn. Mình work like a boss vậy trời. Tôi này thiệt tình không để ý luôn hả? Mình nghĩ là mình có thể phá được cái cổng này nè. Lockpick mà. Đúng ngay, đúng quá luôn. Chúng ta đỡ phải đánh tụi này, đỡ mệt mà không bị phát hiện nữa, nhẹ nhàng. Now for the vault. Cái điều là mình không thể cúi người xuống mà đi được, khó chịu quá. Reach the entrance, the vault entrance. Giờ chúng ta phải quay chơi. Ý, yeah. Đứng chặn ngay đường vô rồi ta. Cái này nó không giống Assassin's Creed Unity ha. Assassin's Creed. Ây, 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 ây. Oh, wow. Mẹ, mẹ nó bị phát hiện rồi. Vãi đái thật. Mẹ lần sau bật Eagle Vision lên cho chắc. Đi như đúng rồi. Mẹ nó quẹo ngay mặt mình rồi còn gì nữa. Bị ổ cái xe này đâu rồi ta. Mẹ xe hàng kia đâu có tiêu rồi. Ok, chúng ta xong rồi nhá. Hai hàng kia nó cũng di chuyển đâu hết rồi ta. Bỏ nghề hết rồi hả? Bye đây. I have someone I'm simply dying for you to meet. Come with me. Your Majesty, may I present Miss Evie Fry? You are the one responsible for Mr. Gladstone's mishap. Your Majesty, I apologize. The cake is particularly good. Enjoy the ball. I really must be going. Miss Fry, may I have this dance? Mr. Starrick, you've had your fun, but the game is over. Listen. One, two, three. One, two, three. Time is a wonderful thing, Miss Fry. It heals all wounds. We may make mistakes while dancing.
But the mazurka ends, and then we begin again. Problem is, everyone forgets. They trip on the same mistakes over and over. People can learn. Can they? Isn't everyone around you repeating the same steps? But if one man could remember the dance, could know the time, then he could change things for the better. I have had enough. This dance is nearly over. Soon, the people will forget the generation on this terrace. The ruin you nearly wrought on London. When the music ceases, Miss Fry, your time is up. And mine begins. Ồ, bây giờ mình chơi thằng em. Con chị đang bận nhảy đầm rồi. Và đá thôi. Ui, mấy em nữa. Không biết anh này mình leo trèo được không ta? Nhưng mà mình nghĩ là mình không giết ai được đâu. Cho nên mình vẫn phải cẩn thận. Nhưng mà vẫn leo trèo được tốt nè. Quần áo này thì thoải mái rồi, không có gì. Rich Apple Applein. Oh. Đồng thế. Nếu mà quánh với tụi nó bây giờ mình chỉ phải đánh tay không thôi. Và chắc chắn là mình sẽ không thắng nổi. Nếu như có vũ khí mà nó đầy tốt biết mấy. Gần tới rồi. Lâu lâu phải check cho đảm bảo an toàn là xem ở đây có đây có ai hay không đã. Chứ chạy tới thì đúng rồi, nhiều lúc lâu lâu xuất hiện lù lù nữa, ghê lắm. Freddy, Starrick peppered the regulars with his own men and took several guards hostage. Your weapons are in there. Giờ có nút thay đồ nữa nè. Phòng thay đồ luôn mới ghê chứ. Look. Right. I'll kill the imposters and rescue the captives. How? It's impossible to tell the difference. Tụi này đứng đầu quá, mình nghĩ là phải giết hết luôn. Giờ tới lượt anh mày rồi. Giết hết. Nãy không giết chứ bây giờ giết là ngon cơm. Mà nó vẫn có thời gian, mình phải giết nhanh. Đi like a boss. Nào mấy em nhào vô. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao vậy? Sao đánh được không? Đánh được không? Đánh được không? Oh, combo quá ngon. Xong. Now to find the real royal guards. Now the real royal guards. Kill the sniper. Locate kill Starry imposter. Imposter là cái gì mình không rõ nhưng mà kệ, nó kêu mình giết cái giết thôi. Giết người. Ồ, đằng kia tốt đằng kia lần. Là phải chạy chỗ nãy nữa. Ngay cho đây đây đây, 50 mấy mét. The day shall be ours. Ồ, đồ quá đông vậy. Đông vậy. Đông quá, đông quá, đông quá. Cái này chết bự thì chứ nó chết không có phản kháng gì được luôn.
Ok, mọi người nghĩ là nên làm nhanh hết sức có thể. Ở lúc đầu nó kêu mình không giết mấy thằng này, giờ cuối cùng phải giết. Mấy này bắt đầu level cao rồi đó, đánh khó rồi đó. Mình cũng không rõ mấy này level gì nữa, nhưng mà đánh có vẻ mệt. Combo quá trời combo luôn. Đồ phải vậy chứ. Ê khoan đã, tụi mình có cái kiếm mới, để dùng cái kiếm này đã. Ủa à không, cây này cây khác rồi. À đây mình có cây Asian Cookery, tăng đam nhiều hơn, xài cái này ngon hơn nhiều, đẹp hơn nhiều. À có bell mà không biết xài có bell mới không đó. Ê, mình có cái bell ở dưới nè. Level 9 lận. Ờ, hiện tại mình đang xài cái này. Outfit. Còn cái bộ đồ này nhìn được không ta? Mặc nếu mà mặc bộ đồ này sẽ có chứa nhiều đồ hơn nhiều, cho Win Night ấy kiểu. Thì đằng nào cũng là nhiệm vụ cuối rồi. Vô luôn. Nó luôn thể vậy. Ô vô vô quốc mẹ rồi. Tại vì mấy này nó cũng không để ý, nếu mình chạy đằng sau hay gì đó đâm thẳng thì rất là nhanh rồi. Ê cái đéo gì vậy? Ủa này người của mình hay sao? Sao mặc đồ giống tụi kia vậy? Free on captive royal guards. Giờ chúng ta được một nửa rồi. Giờ chúng ta phải locate tiếp đám còn lại và giết luôn. Giết hết. Oh yeah. Và này, để coi. Khu này không có ai rồi. Nhiều lúc cũng muốn làm cho nhanh mà nhìn nó ngầu tí. Đi là cầm boss. Thằng em giờ mà. Đâu, ok đây một đống luôn. Ờ, vãi bấm thằng trên. Bấm thằng trên rồi trúng thằng dưới, đệt. Má fail thật. Fail thật chứ, má đúng nghĩa fail luôn chứ. Và giờ tụi này nó ngáo, bắt đầu nó ngáo mode on rồi đó. Thôi xuống dưới nó luôn cho rồi. Ôi bậy. Ôi né. Bắt đầu tụi nó trâu bò đó. Nhưng mà nếu mà mình đúng như kiểu là nó ăn đam rồi, như ăn đam như thế này sẽ rất là nhanh. Ok, ngon. Hết máu rồi. Đệt, phải lái thôi. Cẩn thận thôi chứ giờ hết máu rồi. Ôi, bậy nha. Hết máu nên phải cẩn thận. Tới nghĩ combo quá là ngon luôn. Mà bị hụt cái combo rồi. Đó, chết. Red the rooftop.
và đợi cái signal của AV là bay xuống đá con kia liền. Mình cũng không rõ nữa, nhưng mà cứ lên đi. Ủa sao chỗ này nước không vậy? Mẹ trời mưa mẹ rồi. Đó, mình thích bộ đồ của AV hơn, AV nó đem được nhiều dao hơn, nó chọn chính xác hơn và nó đam cao hơn nhiều. Giờ mình có nâng cấp này nọ và cái đó cũng là cái skill đặc biệt của con AV mới có thôi, thằng em không có. Các bạn thấy AV OB quá. The key to the waltz is one must lead with one's right foot. Oh, my! Everything all right, my dear? Do you require assistance? I never liked balls. Here, the location of the vault. Go! Just like that? No plan? No time for plans. I'll catch up as soon as I'm rid of this infernal contraption. Ôi, Red the Vault Entrance. Ôi, cái gì đây? Nó vừa mới được cái bản plan và bây giờ nhiệm vụ của mình phải chạy ra tới chỗ đó. Chúng ta gần tới rồi, đây, vô. Đu, má như tàu lượn siêu tốc vậy. Ồ, đâu, ngầu ta. Không biết trong The Vault này chắc có cái Beast of Eden mà chúng ta cần tìm. What the fuck? Kill Crawford Starrick. Ủa sao ông đó mình vừa mới thấy nãy giờ ông xuất hiện ở đây rồi. Stealth à? Ông mạnh như chó vậy, Stealth cũng như không à. Mình dư sức biết là mình nếu mà bây giờ mình quay trở lại nhìn ổng, mình đâm ổng cái nhẹ là ổng cũng phát hiện ra mình thôi. Đi ngay. What? What are you doing? Exploiting. I warned you, my boy, but you do not listen. Giờ con chị đã thay đồ rồi, xong rồi phải cứu một em. Rescue Jacob. Em à, ở yên đó, chị tới đây. Thằng em này làm cái gì, mỗi lần làm cái gì cũng phải tới con chị về sự giải quyết đống đổ nát của nó. Đừng lo, chị đang tới. Má giờ mới biết là tình cảm chị em bao la tới mức nào. Cái gì? Nó bảo mình reach thôi chứ là mình đâu kêu tụi mình giết được nó đâu, đúng không? Tụi nó là đám nào tự nhiên vô ngồi check với mình đâu rõ lại. Ok, đi tiếp à. Đó, tình cảm chị em thiêng liêng quá. Tới nhiệm vụ cuối cùng luôn rồi. Lên. Jacob. Chị tới rồi. Cái đéo gì vậy? Nó làm sao đi với thằng này? Đù. Má chữ phát văng luôn. Má đừng đùa với AV chứ. Ủa sao mình đánh giống như gãy ngứa thằng này vậy? Má nhìn cái thanh máu nó kìa. À, giờ sao muốn đấm bốc hả? Đấm bốc với chị mày hả? Ôi, có vẻ mệt. Ôi, vãi đái. Cái vụ này khó bắn đấy nha.
Đê, má cho bò vậy thanh niên. Má thanh niên đẹp trai cho bò. Má đã hết đi chứ. Ui ui ui. Undercut, undercut. Mr. Starrick, you forgot to escort me home. Đủ hết đi chứ. Let me rectify my mistake. Đù má. Đù má không chết luôn. Gì OB vậy? Đá đâm vậy không chết luôn. Chị ơi đợi em với, em tới liền. Chúng ta phải chuộc lại lỗi lầm chứ. Ê đù má, cái này mới ghê nè. Tại sao mày đánh chị tao mà mày để tao để mày đánh vậy sao hả? Đê, nghĩ sao vậy? Đù. Má đánh là đánh lộn tiếp. Ôi con chị là dằn là tiếp. Ôi hai người cái thay phiên như vậy thì sao? Phải đá thật. Ơ đùm đùm cái này mới tục nè. Đù 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 đù. Mỗi lần cái mình lại gần cái đó lại chớp sáng lên nha. Hai chị em thay nhau quánh lộn mà. Lại trưởng ra tiếp mà. Đù má cái gì nữa đây? Nữa hả? Mấy cái thảy ra thảy vô rồi hai người đánh cái người xi nhê cái người văng ra người quánh tiếp hả? Ơ đù, ơ đù, 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 đù. Đù, đù. Ê khoan từ từ đi xuống nè. Ai da, ai da, ai da, ai da, ai da, ai da, ai da. Ai da má ơi. Má tông đụng cái dính chưởng. Ơ đù, 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 bậy, 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 qua vô chơi. Chứ mình nghĩ là đấy cũng ít chút xíu thôi nha. Đù 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 đù. Rồi chúng ta còn 55 giây nữa giết được chị luôn rồi. Dead. Fuck you. Không thể như thế được, không thể như thế được. Dead, chị ơi em đang tới cứu chị đi. Gần tối rồi. Chạy chạy đứng lên mà chạy đi. Má thanh niên cho bò thiệt, quánh vậy mà không chết. Gì đây, gì đây, vụ gì vậy? Quất. Đù. 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 Giờ chúng ta vô chủ đề chính nha. Chủ đề chính nè, là đây. Má nó quánh mình muốn hết máu luôn rồi chứ. Thằng này nó vô đúng, đúng lúc thiệt chứ giờ bất tỉnh mẹ rồi. Thanh niên yếu ke thiệt chứ. Đó là cái thằng yếu ke nhất trong đám mà mình từng thấy á. Địch. Thiệt luôn hả? Ôi má gần hết máu rồi, gần hết máu rồi. Đừng có chết nữa. Má có thể là kỳ sang con chị được không? Bây giờ chuyện sang con chị nè. Vãi thật. Cũng hơn là mình đánh nó vừa ngay lúc mà vô cái scene luôn chứ không là chết rồi. Henry, má ông nội này giống cái giống như là con nhỏ Alice mà bên Assassin's Creed Unity ấy. Vô đúng lúc đúng đúng thời điểm thì chứ. Và cũng gia đình bị giết hơn chứ không làm được gì. Shall we?
Let's. London will perish without me. You flatter yourself. I would have created a paradise. The city belongs to the people. You are but one man. I am at the very top of the order. You were, Mr. Starrick. You were. Shame we won't be partners anymore. It's for the best, isn't it? Are you gonna wear the shroud and run London? Whatever it gives, it takes from someone else. You'd continue to age without me. You'd become like father. A fate worse than death. Will you wear it? After you sorted out the boroughs, the chaos I caused, I couldn't compete. Jacob Fry stepping back. Who's blackmailing you? Is it George? He wouldn't dare. I've missed you. Me too. Would it be possible to continue where we left off? I'd love nothing more. I'm starting to think Father didn't know everything about everything. Henry. It's a big world out there. With London in the center. Perhaps not the very center. I came as soon as I could. Do not worry. I'll head back to the train. Did I jeopardize the mission? Henry, you saved it. I think you belong in the field with me. A carriage! Nicely done, Freddy. Mr. Abeline, please. Your Majesty. Miss Fry. You've met before? Did I never mention? Mr. Abeline informs me that you three are responsible for saving my life. Is this true? It is, Your Majesty. Evie Fry, step forward. And you? My brother, ma'am. Jacob Fry. And this is Mr. Henry Green. Mr. Fry? Mr. Green. Kneel. I invest you all in the Order of the Sacred Garter. Thank you, Your Majesty. If you are as adept as Mr. Abeline implies, I may call on you. Sergeant Abeline tends to exaggerate, Your Majesty. We shall meet again. And Miss Fry? Ma'am? Should you want it? I saved you some cake.
Father would be proud of you. Dame Evie Fry. Sir Jacob Fry. Race you to the train. You're on. That's it. It's under the palace. Time to go. Let's get the shroud to Dr. Grammatica immediately. Sigma team beat us here. We're too late. What do we do? Killing really is the least productive way to achieve our goals. Kill them all. Leave them underground. Contact! Cover me! That skinny piece of shit tried to murder me, Berg. I want them him to bleed. Whispered dreams that poisoned us. Them that told us lies of their bravery. Them that preached of progress and put us in the poorhouse. Them done the horrid murder on bloody stages that loudly corrode their humility. Lords and dames that sung in the chapels on a Sunday. All quiet now, their mouths are stopped up. Hold still, goddammit! Like eyes flung in rats and make no sound. Only the mission matters! Understood! Those who fought for Sean! Better, those who fought by how they live. Loved ones taken long before their work was done. Underground. Galena, we need an exit! Our targets are righteous. We need to go. Now. Understood. Shroud. Forget the bloody shroud. Stay with me, Bex. Please. We go. Good work in there, Initiate. In time, we will recover the shroud. And hey, we pulled a feed from our bug in Isabel's computer before they shut us out. Playing it now. Sorry about the mess. So, how's the shroud gonna help you create a new clone? It's not. And the shroud is wrapped around the body. It scans it for damage and then reconstructs it on a cellular level. You're not making a clone. You're gonna recreate a precursor from scratch. Bingo! The Phoenix Project timetable just got accelerated big time. I'm going to call Alan Rickon and deliver the good news. It's like Christmas! Hello? It's me? Brought the shroud as you asked, but I'm scared. Do not fear me. You've done well. I'm not scared of you. I'm scared for you. Anyone finds out what you've been doing. You have played your part, my instrument. I will save you. I will save you all.